Vision Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn yêu âm thanh trên toàn quốc. Và trong video ngày hôm nay, bên cửa hàng của tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn tiếp tục bán hạ giá dòng loa JBL XS12, dòng loa full bass 30. Dòng loa này là chúng tôi mua được cái hàng thanh lý trong siêu thị với tình trạng là chưa qua sử dụng, còn mới hơn 90%. Khi vận chuyển về thì nó không có thùng xốp và nó có va đập thì nó có hơi các cái vết cấn bé, nó không đáng. Có thể tính là độ mới hơn 90% và chưa hề qua sử dụng. Và bán cho quý vị và các bạn với mức giá là 12 triệu đồng. Hàng này khi nhập vào siêu thị thì thời gian bán cao nhất là có giá trên 40 triệu đồng. Và hôm nay tôi sẽ test cùng cục đẩy công suất Martin 3 kênh và chiếc văng nách cùi bắp 30 Plus. Vì bên cửa hàng của tôi hôm nay đang tạm thời hết vang, mai ngày kia vang mới về nên phải tiếc với chiếc vang Nex 30 Plus. Chiếc vang này có giá 1 triệu 300 nghìn đồng. Và chiếc đẩy Martin 3 kênh, đẩy Martin này thì bên cửa hàng của tôi bán khá là nhiều, đang bán với giá là 4 triệu, chứ nó có vị 5 triệu 800 nghìn đồng, đẩy 3 kênh. Hình thức đẩy có rất là đẹp, full thùng xốp. Chúng ta đánh một đôi 40 và một súp 50. Và tôi sẽ test chất âm cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất âm của dòng loa JBL kết hợp với dòng đẩy Martin. Và đây là cái nội thất phía bên trong của nó. Dòng bass 30 gân hai sóng, gân lụa tẩm dầu. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái dây nó lằng ngoằng, đấy là cái dây để nó cấp bóng điện ra cái logo phía trước. Khi chúng ta đánh thì cái logo nó sẽ nháy vào ban đêm, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Và đây là cái chiếc bass ở phía sau của nó, trở kháng 8 ôm. Dòng này từ 170 côn 76. Cái này thì nó không ghi công suất. Đối với dòng này thì cái củ kèn nó to hơn. Cái loại này nó có hai đời, một loại kèn bé và một loại kèn to. Bát của nó không ghi công suất, ghi trở kháng 8 ôm. Dòng bát nó rất là chất. Dán tem mã hiệu cờ Made in USA. Dòng này thì được lắp ráp tại Trung Quốc. Tất cả các hãng của USA đều lắp ráp tại Trung Quốc tại thời điểm bây giờ. Như hãng JBL, BMB của Nhật cũng vậy. Nên quý vị và các bạn phải biết là chúng ta phân biệt được là hàng của hãng nhưng vẫn làm ở Trung Quốc, chứ chúng ta không quy chụp vào hàng Trung Quốc. Củ kèn của nó từ 12 côn 44. Củ kèn ghi Made in China. Có thể là củ kèn của nó sản xuất tại Trung Quốc thì nó ghi Made in China. Còn bát của nó có thể nhập khẩu từ Mỹ về thì nó ghi Made in USA. Đây là điều đương nhiên. Đây là cái kết cấu thùng bên trong của nó. Bông tiêu âm, phân tần của nó nằm ở phía dưới bông tiêu âm.
Bông tiêu âm của nó thì nhìn rất là mới vì loa chưa qua sử dụng. Cái phân tần của dòng loa JBL thì nó cũng không có gì là ghê gớm. Tất cả các dòng loa JBL phân tần của nó đều là bình thường, nó giống như dòng loa Boss của Mỹ. Phân tần của nó không đồ sộ, không hầm hố, nhưng nó cho ra chất âm rất là hay. Dòng loa này thì tiếng bass của nó đánh khá là uy lực và tiếng chép của nó khá là sáng. Nếu chúng ta mua được cái hàng này thì cơ hội có 102. Chúng tôi bán nó khá là rẻ, có 12 triệu đồng. So với quý vị và các bạn vào trong siêu thị thì thời gian cao nhất nó có giá lên hơn 40 triệu đồng. Và mấy năm vừa rồi thì dịch Covid, các cái dự án karaoke hầu như họ không kinh doanh được, đều phá sản, nên mới bóc ra bán được những cái lô loa nó khá là đẹp. Và cái hàng này thì chúng tôi mua được là hàng trưng bày trong siêu thị, hết thời gian thì người ta bỏ ra ngoài. Quý vị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Viết Sơn Audio làm tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ trực tiếp qua số Zalo trên màn hình 0978 527 827. Cửa hàng của tôi là ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng xin đến địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.